Hello. Hello, em chào anh Tơ Quang, chào cô chú anh chị nhé. Anh nghe rõ Rồi. không anh? Nghe rõ chưa? Hôm nay đang ở Nha Trang à Nha Trang. Hôm nay làm chuyến đủ càng ra Nha Trang. Từ ông Nguyễn Văn Tập cũng thả càng xuống. Ông ngồi ở Nha Trang thả càng xuống. Ê, nhưng mà quên nó nghe rồi chung. Với mọi người thì anh Tập đây chắc biết rồi. Hồi chiều hồi hồi trưa đi lên đây á, đi Hello Việt Nam, đi qua cái tuyến cao tốc Cam Lâm á, Cam Lâm Nha Trang á, Cam Lâm Vĩnh Hảo á, công nhận cái tuyến cao tốc đẹp thiệt rồi chung, đẹp đẹp thiệt. tức nhà là đẹp ờ chứ. tức là mặc dù là chưa hoàn thiện 100%, nhưng mà qua mình đi á, mình từng đi nhiều nhiều tuyến cao tốc, nhiều tuyến đường, nhưng mà cá nhân mình á, mình cá nhân anh thấy đánh giá phải công nhận cái chất lượng của cái cao tốc Cam Lâm nó đẹp và chất lượng, phải công nhận đẹp và chất lượng. Và khoái nhất là cái gì chung, biết không, có những cái cảnh tượng rất đẹp, tức là họ làm cái tuyến cao tốc đó là họ xẻ xẻ núi luôn á, họ xẻ đồi đồi xẻ núi để tạo ra những con đường nó cắt ngang qua cái đoạn núi đó, hoặc là những cái đoạn núi nào lớn quá thì có một cái đoạn hầm chui nha, có độ một cái đoạn hầm chui chui qua núi luôn. Nhưng mà ở đây á, mình cảm thấy mình hãnh diện, tự hào và mình tự tin rằng là tương lai đất nước Việt Nam chúng ta nó sẽ ngày càng phát triển là như thế nào chung, biết không. Tức là cái công nghệ á, công nghệ làm đường cao tốc á, và rõ ràng là mình chui thì bởi vì cái tuyến đó nha, là chủ đầu tư là gì, là tập đoàn Sơn Hải, chắc chung có nghe qua tập đoàn đó đúng không, Em có nghe. đó là một là mình hiểu là của Việt Nam, hoàn toàn của Việt Nam, mà rõ ràng là họ làm được cái tuyến cao tốc đó, họ họ thi công, họ làm, mình nhìn cái chất lượng và cái cảnh quan á, công nhận đẹp và hay. Đâm ra là qua đó mặc dù là mình đi như vậy, nhưng mà mình nhìn ra được, mình thấy rõ ràng là cái sự tiếp cận công nghệ của người Việt mình nói chung, đặc biệt là với các kỹ sư và các công ty xí nghiệp đó, họ tiếp cận công nghệ và họ thi công phải nói là rất là ok. Thì với cái đà đó thì thật sự thì nó về tương lai không xa, thì chắc chắn Việt Nam chúng ta sẽ còn những cái bước phát triển nó hay ho hơn nữa. Và đặc biệt anh rất thích cái đoạn cao tốc mà Cam Lâm đó, không biết Chung đi qua chưa, Cái đi qua chưa? cao tốc Cam Lâm thì em chưa đi. Nhưng mà nhà em thì cách thành phố Nha Trang cũng mấy chục cây, thì thỉnh thoảng nghỉ thì cũng hay xuống chơi, xuống dưới đó chơi. Thì vừa rồi anh đưa lên là em đoán đây là đường Trần Phú rồi, bởi vì nếu ở bờ biển Nha Trang mà ngay đường sát biển này thì chỉ có đường Trần Phú thôi. Với hai nữa là em cũng rất thích khi mà đi chỗ sân bay Khánh Hòa, sân bay Cam Ranh á, mặc dù Xem bài là Cam sân bay Cam Ranh, sân bay Cam Ranh thì về mặt diện tích, về mặt quy mô thì không thể bằng các sân bay lớn, nhưng mà cái đường á, Ranh. cái đường mà để anh em mình đi từ thành phố Nha Trang ra cái sân bay Cam Ranh ấy, thì đường thì cũng tương đối hẹp, bởi vì một bên là núi, một bên là biển. Đấy, Bên núi bên thế biển. nhưng mà cũng đảm, Đúng đúng rồi. rồi, nhưng cũng đảm bảo cho cái quá trình lưu thông thì hai xe nếu mà nói vượt nhau thì cũng cũng thoải mái, chứ không đến phải là hẹp lắm, nhưng mà phải công nhận là cái đường người ta làm rất là đẹp, bởi vì một Đúng rồi. bên là núi, một bên là biển thì chúng ta đi vào chúng ta cảm giác nó rất là thích. Và cái khu mà vào sân bay Cam Ranh ấy, người ta đang phát triển, người ta xây dựng những cái khu du lịch ven biển, với lại ở ngay gần sân bay cũng có những cái tòa nhà người ta xây rất là đẹp, thiết kế hình hình mái sóng rất là đẹp. Thì chung quy là Nha Trang là PC. một thành phố du lịch, là một thành phố du lịch thì nó phát triển và nó mang lại cái kinh tế thì nó cũng rất là nhiều, đặc biệt là thu hút khách du lịch. Và Nha Trang thì có tháp chùa đó, Ponagar, nó cũng là một cái nơi mà cũng nhiều du khách ghé qua Tham quan. tham quan, thì nó mang đến cái sự phát triển. Thì dĩ nhiên là qua từng thời kỳ giai đoạn thì cái đất nước chúng ta nó phát triển nó là điều dĩ nhiên thôi, chứ cũng không có gì mà lạ cả. Chẳng qua là Đúng rồi. trong cái ánh mắt của những cái thành phần mà nó luôn mang cái tư tưởng chống phá thì nó cho rằng là Việt Nam chúng ta thế này thế nọ thôi, chứ còn nếu mà bình thường thì chúng ta thấy nó phát triển nó cũng đúng theo quy luật của tự nhiên thôi, tất yếu nó sẽ phát triển, bởi vì đất nước chúng ta yên bình, hòa bình, ổn định thì dĩ nhiên là người dân có điều kiện phát triển kinh tế thì đất nước sẽ giàu mạnh thôi, chứ không có gì mà
mà lạ cả, chẳng qua là chúng ta phải chờ một thời gian, đặc biệt là sau khi chúng ta bị cấm vận một thời gian dài, thì khi dỡ bỏ cấm vận xong thì chúng ta mới bắt đầu là đặt nền móng phát triển kinh tế gần như là từ đầu. Đúng rồi. Với từ cái mô hình kinh tế tự cung tự cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đấy, thì nó cả một cái chặng đường dài, và trong quá trình thực hiện thì dĩ nhiên là chúng ta như ngày hôm nay chúng ta đọc báo chúng ta thấy đó, cái bà cái gì Janet, cái bà mà Bộ trưởng Tài chính Mỹ đó sang thăm chủ tịch sang thăm Việt Nam thì cũng có hội kiến với lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thì bác Huệ bác cũng nói rất là rõ ràng rồi, đấy là chúng ta đang trong giai đoạn phát triển và mọi thứ là chúng ta đang hoàn thiện về nhiều thứ, hoàn thiện về pháp luật, hoàn thiện về cơ cấu kinh tế, hoàn thiện về mọi mặt để mà chúng ta phát triển. Thì cái chuyện này thì nó là một trong những cái giai đoạn phát triển nó hết sức tự nhiên của quy luật thôi. Ở các nước khác thì người ta cũng phải hoàn thiện dần, chứ không có nước nào mà người ta sinh ra mà nó có sẵn như thế cả. Người ta cũng phải bắt đầu đầu tư xây dựng từ nền móng ban đầu, chứ làm gì có cái nước nào mà thành lập nước xong cái là nó có sẵn tất cả đâu, không có. Mà chúng ta phải xây dựng lại từ đầu, chúng ta phải có những cái để chúng ta phát triển. Còn về tập đoàn Sơn Hải thì em nhớ không nhầm là anh là người miền Trung, thì em có xem một cái phóng sự nhỏ trên VTV24 thì phải, có đưa về cái giai đoạn mà anh đang làm cái đường cao tốc Cam Lâm này này. Thì phải nói là một trong những cái tập đoàn mà về nhiều lĩnh vực, chứ không phải chỉ riêng lĩnh vực về cầu đường này đâu, mà anh ấy làm nhiều lĩnh vực kể cả xây dựng các thứ. Nhưng mà em thấy là cái tập đoàn Sơn Hải này có một cái đặc biệt là em hay để ý, đó là riêng các cái nơi mà anh ấy làm á, là chúng ta bắt đầu đi vào cái đầu điểm của cái đoạn đường mà anh làm á, thì anh sẽ đặt một cái biển, ví dụ như là cái đường đó là tập đoàn Sơn Hải là chủ đầu tư hay như là xây dựng gì đó là làm và có từ dạ đúng rồi bảo 20 năm đúng rồi. Nên là khi chúng ta đi cái đường nào mà có cái biển đó thì do tập đoàn Sơn Hải người ta làm và người ta cam kết người ta bảo hành trong vòng 10 năm, có nghĩa là nếu như mà cái đường đó hỏng thì người ta sẽ tự bỏ kinh phí ra, người ta sửa chữa rồi các thứ. Thì chúng ta thấy cái đó là một trong những cái rất là hay, và trong tương lai nó sẽ là một trong những cái mô hình mà có thể nói là kinh tế tư nhân đấy. Đúng rồi. Như vậy thì em thấy rất là hay, bởi vì là nó thúc đẩy cho cái sự cạnh tranh là một, thứ hai nữa là nó góp phần nâng cao chất lượng. Bởi vì rõ ràng là trong tương lai thì ngay kể cả bây giờ cũng thế, chúng ta thấy là tất cả các cái nhà đầu tư hay là các thứ đấy, hoặc là các cái nhà thiết kế, hoặc là các cái doanh nghiệp mà hoặc là các cái cơ sở xây dựng chẳng hạn, thì người ta đều lấy cái uy tín là hàng đầu đấy, người ta lấy uy tín là hàng đầu, cho nên là người ta sẽ có những cái cam kết, có những cái bảo hành, cái thời gian duy trì là bao nhiêu năm đó. Thì chúng ta thấy được là từ đó nó góp phần cho các cái mọi thứ của chúng ta nó phát triển, nó thúc đẩy cho cái cơ sở hạ tầng của chúng ta ngày càng hoàn thiện, nó phát triển hơn, thì em thấy rất là mừng, không vấn đề cả. Chẳng qua là những cái thành phần khác thì nó thấy chúng ta phát triển như thế này thì nó cay cú thôi. Giờ nó bảo ông Thơ Quang dư luận viên Ba Củ mà ông cứ đi Nha Trang ở nhà cao tầng bờ biển Trần Phú này, nó chả cay cú à? Dư luận viên Ba Củ mà bây giờ thì xăng xe chạy từ thành phố Hồ Chí Minh ra đến Nha Trang thôi, cứ cho nó 1 triệu đi. Rồi mà Củ tới bây giờ thuê cái khách sạn ở ngay đường Trần Phú này mà khách sạn cao tầng thì nó không phải là rẻ đâu, thì thôi chúng ta cứ tính trung bình mỗi đêm 500.000 thôi cho nó rẻ, chúng ta không tính 2 sao 3 sao 5 sao gì cả đấy. Thì ở 1-2 đêm ví dụ vậy thì thôi cứ cho nó mất 500 đi là 1,5 củ rồi, thế còn 1 củ rồi tiền xăng xe về nữa, thế còn 500 nữa thì không biết là ăn chơi kiểu gì nhỉ. Chúng khó đoán thật, bọn này nó chả chịu tăng lương gì cả, anh em mình thì tham gia cho nó vui thôi, nhưng mà suốt ngày bị nó gắn ghép cho cái là dư luận với Ba Củ. Khi mà chúng ta dĩ nhiên là những cái vấn đề gì sai, những vấn đề tồn tại thì báo chí, cơ quan báo chí rồi là các cơ quan truyền thông chính thống của nhà nước người ta đang lên thì chúng ta cũng phê phán, thậm chí là lên án, ví dụ như cái chuyến bay giải cứu chẳng hạn. Đấy, những cái thành phần nó trục lợi vào trong cái giai đoạn mà không những cả nước Việt Nam mà cả thế giới này người ta lâm vào cái cảnh khủng hoảng do Covid-19. Cái chủ trương của Đảng nhà nước thì rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Rất rõ ràng với khẩu hiệu không để ai bỏ lại ở phía sau cả. Thế nhưng chẳng qua là một số thành phần người ta lợi dụng vào cái chức vụ người ta đang có, người ta lợi dụng vào cái quyền hạn trong cái lĩnh vực đó, người ta trục lợi cá nhân thì ai sai người đó phải chịu trách nhiệm, đúng không ạ?
chứ không, chúng ta không thể đánh đồng cả một một cá nhân hay là một vài cá nhân đối với một tổ chức được. Thế nên là tại sao có những cá nhân ở đơn vị này, có những cá nhân ở đơn vị kia, thì cá nhân nào người ta làm sai người ta phải chịu trách nhiệm, giống như gia đình, ví dụ một anh nào đó ở bên Mỹ đi, đúng không? Mà gia đình anh có người vi phạm pháp luật thì người Mỹ người ta cũng chỉ bắt cái người đó thôi, chứ không lẽ người ta bắt cả họ nha anh à? Hay là người ta xử cả họ nhà anh đâu, đúng không? Cái đó nó phải rõ ràng, mình phải có quan điểm rõ ràng. Thế lúc nãy thì em có nghe cái câu chuyện anh chia sẻ của anh Cam Long ấy, thì dĩ nhiên là em cũng nghe chưa hết bởi vì em vào sau. Thế nhưng mà nhắc đến cái vấn đề mà ông Kissinger ấy, thì em thấy có một cái thú vị là như thế này. Thứ nhất là ông này cũng là cựu ngoại trưởng Mỹ, có nghĩa là có thể chúng ta nói là giống như chúng ta là bộ trưởng bộ ngoại giao ấy, thì chúng ta nhớ lại cái giai đoạn mà ngày xưa chúng ta bị mất cái Hoàng Sa đấy, đấy thì cũng là có một bàn tay nào đó mà rõ ràng đó là ngày giai đoạn đó là Hoa Kỳ với Trung Quốc đã bắt tay với nhau đấy, bắt tay với nhau thì bây giờ nó rõ ràng ràng ra rồi chứ không có gì mà chúng ta phải bàn cãi cả. Còn dĩ nhiên là cái vấn đề hợp tác thì em nói rất nhiều rồi. Về cá nhân em thì em vẫn nhìn nhận là chính phủ Mỹ người ta luôn có một cái chính sách ngoại giao đó là theo cái hướng có lợi cho người ta là trên hết, và đặc biệt là người ta mặc dù là quan hệ với các nước cứ nói là bình đẳng cùng có lợi, thế nhưng thực tế người ta vẫn đưa ra cái tầm cái sức ảnh hưởng, cái sự kiểm soát của một quốc gia còn là đứng đầu thế giới đối với các quốc gia còn lại. Cái điều này chúng ta thấy rất là rõ trong cái chính sách ngoại giao của Mỹ, và có thể nói là cái chính sách mà người ta hay gọi một cái câu mỹ miều gọi là chính sách ngoại giao con thoi ấy. Thế nhưng mà thực ra ngoại giao con thoi gì đâu, nó là chính sách ngoại giao mà lôi kéo đồ đệ thôi, gọi là lôi kéo là kẻ hầu người hạ phục vụ cho mình ấy. Còn nếu mà cùng có lợi thì nó lại không có cái kiểu giống như mà chung có khi nào mà chung hiểu chưa đúng về cái thuật ngữ mà ngoại giao con thoi không? Thì cũng có thể là em không hiểu, em không hiểu hết về cái góc độ đó, bởi vì người ta nói ngoại giao con thoi á, là mẹ thằng nào là yếu yếu đó thôi, mẹ và mạch luôn đó. Thì có thể là mình nghĩ nó chưa hết, giống như kiểu mà một số anh vẫn bảo là sang Mỹ được ở nhà lầu đi xe hơi đấy. Đúng rồi. Thế nên này có thể là cái này là em hiểu chưa hết. Thế nhưng mà ở đây mà muốn nói đến là em thấy rất là kỳ lạ, bởi vì khi mà ông Kissinger này ông mới sang thăm Trung Quốc thì ông có hội kiến với ông chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình này, rồi là mấy tay phó thủ tướng, rồi là về góc độ ngoại giao là có ông Vương Nghị này, rồi là có cuộc gặp với cả bộ trưởng bộ quốc phòng đó là ông Lý Thượng Phúc đó. Thế thì ở đây thì ngay sau khi mà cái chuyến thăm của ông Kissinger thì em không rõ đã kết thúc hay chưa, thế nhưng mà trong ngày 20 tháng 7 đó thì Nhà Trắng người ta cũng đã đưa ra bình luận rồi, đó là người ta có nói là ý là người ta có thắc mắc đó là trong cái chuyến thăm của ông Kissinger sang Trung Quốc thì được chào đón một cách nồng nhiệt như người bạn cũ tại Trung Quốc. Ở trong khuôn khổ chuyến thăm thì ông Kissinger đã tiếp kiến ông Tập Cận Bình này, ông về ngoại giao là có ông Vương Nghị, và đặc biệt là có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc, trong khi ông Lý từng từ chối đối thoại trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, có nghĩa là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông đã từ chối đối thoại. Và với lại chung hình như ông Lý Thượng Phúc á là một trong những cái nhân vật là có tên trong danh sách gọi là cấm vận dạ, gì của Mỹ đó chung. Dạ đúng rồi anh. Có nghĩa là trước đây đó ông này là ông Lý Thượng Phúc này thì ông mới được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc hồi tháng 3 năm 2023 này thôi. Thế nhưng mà ông này ông đã bị Mỹ áp lệnh trừng phạt từ năm 2018 rồi cơ. Là ông bị Mỹ cáo buộc là có vai trò trong mua bán vũ khí với nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Nga. Đấy. Thế nên là Mỹ người ta áp lệnh trừng phạt. Có nghĩa là ở đây là em thấy rất là lạ chỗ này cơ này. Ví dụ anh làm ăn với Mỹ đó thì anh muốn mua cái nhà vũ khí nào của Mỹ cũng được hết á, to nhỏ gì miễn là cái chính phủ Mỹ người ta cho phép thì anh có thể tự do thoải mái. Thế nhưng anh làm ăn với thằng khác á mà nó không ưng á là nó áp lệnh cấm vận, rõ ràng chưa? Đúng rồi. Bây giờ người ta thích mua cái tự do kinh doanh bọn nó, trong khi lúc nào nó cũng hỏi chúng ta là tại sao là kinh tế thị trường phải định hướng xã hội chủ nghĩa, đúng không? Thế nhưng mà thực ra thì
nó cứ bảo kinh tế thị trường cũng hay là tự do buôn bán. Thế người ta buôn bán ở đâu, người ta buôn bán với ai là việc của người ta, sẽ được mua vừa bán thì tại sao anh lại cấm vận người ta? Rất là rõ ràng. Chứ còn ở đây em chỉ suy nghĩ một cái nó đơn giản, đó là gì? Bản thân giới chức quan chức Mỹ người ta vẫn khẳng định là cái chuyến thăm của ông Kissinger này với chính phủ Trung Quốc là mang danh nghĩa cá nhân, là những người bạn cũ, người ta đến người ta thăm nhau thì việc đó việc của người ta quý thì người ta gặp thôi, đúng không? Bởi vì dù Đúng gì ông Kissinger này ông đóng góp trong cái việc mà Trung Quốc người ta có được Hoàng Sa mà. đúng rồi. Tức là người ta gặp bạn cũ mà bạn cũ lại cho người ta một món quà tuyệt vời như thế thì người ta yêu quý, người ta thích, người ta gặp nó là chuyện bình thường. Còn mấy ông nội rời đánh kia thì các ông là chính phủ nó lại khác, ông đến với danh nghĩa chính phủ nó lại khác nữa, cơ quan chính phủ nó khác, đánh đại diện cho một chính phủ là góc độ nó khác. Còn đây là bạn bè người ta gặp kệ người ta, ông thắc mắc gì? Thế sao ông không hỏi lại tại sao ông Kissinger ông sang thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc thì người ta làm việc, còn ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ muốn làm việc thì người ta không làm việc. Bản thân người ta là một cơ quan chức của chính phủ một quốc gia, người ta làm ăn đàng hoàng, người ta buôn bán vũ khí với ai, việc của người ta. Thế tự dưng ông lại áp lệnh trừng phạt, mà ông áp lệnh trừng phạt cho người ta xong rồi ông đòi người ta phải chơi với ông công bằng, ai chơi, đúng không? Giống như kiểu là ông Mỹ ông cấm một số cái nội dung liên quan đến sản xuất chip từ cái gì 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 đó đối với Trung Quốc. Thế Trung Quốc nó cấm lại thì ông nào bảo đấy nó là cạnh tranh không công bằng. Thế sao Không kỳ lành lạ vậy? mạnh. Ông chơi người ta được, ông cấm người ta được, thế nhưng mà người ta lại không có quyền cấm lại người ta. Ông lấy cái nếu mà đó nó không phải là độc tài à? Ông lấy cái tư cách gì mà ông lại lại có cái kiểu làm cha thiên hạ như vậy, mà trong khi đó mồm các ông lúc nào cũng là tự do, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng, cùng có lợi thì cũng phải xuất phát từ hai phía chứ. Làm gì có cái chuyện mà ông chơi cái bài ông thích thì ông cấm người ta, ông thích thì ông áp lệnh trừng phạt đối với người ta, xong bắt đầu người ta làm lại thì ông bảo là cạnh tranh không công bằng, rồi là thế này thế nọ. Rồi rất hay có cái kiểu là ở Mỹ đó, em để ý là cái quan hệ Mỹ Mỹ Trung này này, là chính phủ Mỹ người ta hay nói một cái câu mà em nghe thấy nó có gì đó nó mang tính chất nó nhấn mạnh giống như kiểu cái vai trò mà bá chủ thế giới. Có nghĩa là người ta nói là cái quan hệ Mỹ Trung là cái vấn đề ảnh hưởng tới hòa bình thế giới và sự phát triển của xã hội loài người. Nghe thấy kinh khủng không? Đó, có nghĩa là cái chính phủ Mỹ người ta cho mình một cái vị thế gì đó nó rất là đặc biệt, có nghĩa là người ta đóng một cái vai trò trung tâm của hòa bình thế giới và sự phát triển của loài người. Thế nên thực ra những cái thành phần khác Giới. ấy, những cái thành phần khác ấy rồi là gì, xung quanh nó đưa ra nhiều câu từ mà nó giống như kiểu nó nghe nó rất là hay, nó rất là văn minh, nó rất là đóng vai trò giống như kiểu là những người mà mang lại những cái tốt đẹp nhất cho thế giới. Nhưng mà thực ra chúng ta nhìn lại cái cách nói và cách làm người ta nó rất là khác nhau. Hay là trước đây chúng ta nhớ là sau khi mà 30 tháng 4 năm 1975 đó, trước đó là trong cái hiệp định Paris năm 1973 đó, mà ông Kissinger với ông Lê Đức Thọ nhà mình đấy, bác Thọ nhà mình ấy, thì chúng ta thấy là rõ là trong đó nó có những cái điều khoản với cái góc độ là bồi thường thiệt hại chiến tranh và hỗ trợ, có những khoản để gọi là giống như bây giờ mà Ukraine đó anh, người ta hỗ trợ để mà tái thiết lại sau chiến tranh ấy. Thế nhưng mà rồi sau cuối cùng sao? Các ông lật lọng, các ông bảo cái đó là của chính phủ trước, tao đéo biết, bây giờ tao lên sau, bây giờ bọn mày phải trả tiền của cái bọn mẹ đu càng của tao, thì tao phải dỡ bỏ cấm vận cho mày để mày làm ăn, còn không ấy là mẹ tao cấm mày tiếp. Nó cái trò của nó là như vậy, mặc dù là người ta nói một đằng người ta làm một nẻo, từ xưa nay chúng ta thấy rất là rõ. Thế nên em vẫn nói là về góc độ nào đó, về góc độ ngoại giao, về góc độ thực tế, giống như kiểu cái bà Janet này cũng vậy thôi, bà đang ở Việt Nam, thăm Việt Nam thì bà vẫn hội kiến với lãnh đạo nước, các chính phủ chúng ta, rồi lãnh đạo đảng, rồi quốc hội, vẫn khẳng định là vẫn muốn là gì, nâng tầm quan hệ rồi thế này thế kia, nhân dịp kỷ niệm 10 năm đối tác toàn diện, rồi rồi mong muốn là hai nước hợp tác phát triển cùng có lợi này, này. Nhưng mà ông không ưng cái là ông quay ra ông lại thế này thế kia ngay, nó thấy rất là rõ. Cái chuyện này thì theo em nghĩ thì em thấy cũng bình thường thôi chứ không có gì cả. Thì em với cái chính sách ngoại giao của đảng và nhà nước chúng ta thì chúng ta cũng không lo lắng gì cả, bởi vì là nước đến thì chúng ta ngăn nước thôi chứ giờ biết làm sao, đúng không ạ? Cái gì đến nó sẽ đến, và dĩ nhiên là cái gì có lợi cho nước cho dân thì các bác sẽ tính toán được những cái đó, nó phải phù hợp chứ, nó không để người dân chúng ta phải phải lâm một cái cảnh ví dụ chúng ta chịu thiệt về xuất khẩu, thì dĩ nhiên là rất rõ ràng nó không không được. Bởi vì nếu người dân, ví dụ đi, người dân ở Nha Trang người ta
người ta nuôi trồng thủy sản đi, ví dụ một ký mực mà theo giá bây giờ mà xuất khẩu là 10.000 chẳng hạn, mà người ta ép người ta xuống 7.000, mà người dân người ta bán 7.000 người ta lỗ, thì chắc chắn cái việc đó nhà nước người ta sẽ không làm. Thì cái đó là chúng ta thấy rất là đáng mừng thôi, chứ cũng chẳng có vấn đề gì. Còn chính sách ngoại giao của Mỹ thì giống như lúc nãy anh nói, em mới ngỡ ra, có lẽ là chính sách ngoại giao con thoi, có nghĩa là thằng nào không nghe tao thoi cho phát. Rất rõ ràng chính sách của người ta là nước lớn, nó thể hiện Mắc cái bá cười, quyền đó. mắc cười nhất là chung với nhau, trong khi cái những cái câu chuyện mà ông Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thường Phúc có đúng không, rõ ràng là Đúng. chính phủ Mỹ đã ban lệnh trừng phạt thế này trừng phạt thế nọ, và chúng ta cũng thừa hiểu luôn trừng phạt là nó trong phạm vi nào đúng không, mà đây là đường đường từng là một cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ lại đi qua gặp chính ông đó. Ủa vậy cái chính sách mà gọi là trừng phạt của Mỹ nó giá trị nằm ở chỗ nào đúng không? Cái này thì em thấy Nhà Trắng người ta thắc mắc cũng rất là vô lý. Ngay từ đầu em có nói là vô lý, bởi vì sao? Bởi vì rõ ràng ngay cả chính phủ Mỹ khi người ta bình luận về cái chuyến thăm của ông Kissinger ấy, thì thực ra ở phía sau như thế nào, cái mục đích của ông Kissinger đến Trung Quốc để làm gì, và cái nguyên nhân nào để ông đến thì chúng ta đều không biết. Bởi vì cái đó nó là cái vấn đề nó liên quan đến bí mật quốc gia, an ninh quốc gia thì dạ đó, thì chúng ta không thể biết được là nguồn gốc rồi là nguyên nhân rồi mục đích các thứ của ông Kissinger sang Trung Quốc để làm cái gì. Nhưng rất rõ ràng ngay kể cả là ông Kissinger và Nhà Trắng người ta cũng đều khẳng định đó là cái vấn đề đó là vấn đề cá nhân của ông Kissinger. Thì vấn đề cá nhân thì các ông thắc mắc để làm cái gì, người ta gặp ai hay như thế nào, đó là do cái tình cảm của người ta đối với các cá nhân và tổ chức đó, thì người ta cảm thấy những người đó là người bạn chân tình của mình thì người ta đón tiếp là chuyện bình thường, không vấn đề gì cả. Còn vấn đề góc độ các cái quan chức của chính phủ Mỹ này nó lại khác hoàn toàn, bởi vì đó là cái vấn đề của ngoại giao của hai chính phủ. Thì nếu như mà đã là liên quan đến chính phủ thì nó phải gắn liền với quyền lợi của đất nước đấy, quyền lợi của dân tộc. Thế nếu như anh mà đã cấm tôi thì chính là tôi không chơi với anh, tôi cấm lại anh thôi, còn cá nhân nó khác, cá nhân nó chả ảnh hưởng gì đến ai cả, đúng không ạ? Người ta chỉ chơi. Nhân tiện tới vấn đề mà chúng ta đề cập tới vấn đề gọi là ông Kissinger tới thăm Trung Quốc với vai trò cá nhân á, thì mọi người nhớ trước đây không, là cái trường hợp gì bà gì là gọi là nằm ở chủ tịch hạ Policy, viện Nancy Pelosi đó, nhà. tới Đài Loan đó, thấy chưa, mọi người nhớ không, lúc đó là nó làm ồn ào lắm, rất là ồn ào. Nhưng mà rõ ràng lúc đó chúng ta anh em chúng ta chung từng nhớ không, rõ ràng ở đây chúng ta phải phân biệt được rõ ràng đó là gì, đó là bà Nancy Pelosi tới Đài Loan với tư cách là Nancy Pelosi chứ không phải với tư cách là chủ tịch hạ viện Mỹ, có nghĩa Dạ rằng đúng không? nếu xét cho cùng đó là gì, là bà Nancy đến Đài Loan cũng chỉ là một một tư cách là cá nhân đúng chưa. Thì ở đây đó là gì, nó cái trò gọi là mị dân của chính phủ Mỹ á, mọi người thấy rõ không, nó mị dân của chính phủ Mỹ đó là gì, nếu mà người dân Đài Loan á, và chính quyền Đài Loan không tỉnh táo á, thì cho rằng một quan chức cấp cao của Mỹ tới thăm Đài Loan để thể hiện thế này để thể hiện thế nọ, mà rõ ràng cái thời điểm đó mọi người thấy không, chính phủ Mỹ họ cũng tuyên bố một câu rất là sành dờn là họ không hoàn toàn không chịu trách nhiệm về cái vấn đề gì cái chuyến thăm của bà Nancy Pelosi đúng không. Thì ngược lại thì tới hôm nay thì cũng là gọi là cũng gọi là cái trò gọi là tư cách cá nhân của ông Kissinger, thấy chưa. Thì qua hai cái câu chuyện đó chúng ta cũng thấy đều liên quan tới Trung Quốc nha, rõ ràng là hai cái tư cách cá nhân đó là đều liên quan tới vấn đề Trung Quốc. Thì ở ông kia là ông lấy cái hình ảnh Đài Loan để ông lừa bịp dân Đài Loan thôi, là bà Nancy Pelosi thôi đúng không. Thì nó ồn ào suốt một thời gian. Ở đây mình muốn nói ra cái điều này để là gì, để chúng ta đó qua cái những câu chuyện mà chúng ta lại càng nhìn rõ được bộ mặt thật của Mỹ nó như thế nào, bộ mặt thật của Mỹ nó là cái gì, và cái trò hay mang cái trò đi đêm của Mỹ từ xưa tới giờ xét về lịch sử là biết bao nhiêu rồi, chứ không riêng những câu chuyện này hả. Cái nào mà mấy anh mà cảm thấy mà không êm ha, hoặc là chưa chắc ăn ha, thì mấy anh bảo là tư cách cá nhân, nhưng mà tư cách cá nhân nhưng mà nó có làm chơi ăn thiệt à, à không, giống như là ngoại giao con thoi chứ mà không nghe tao thoi chết mẹ luôn. Thế nhưng ở đây em lại nghĩ theo hướng cái này. Thực ra là chính phủ Mỹ á, người ta có những cái việc động thái như vậy á, thứ nhất là bà Pelosi bà sang Đài Loan không phải là chính phủ Mỹ người ta muốn nắn gân Trung Quốc, hay là Đúng rồi. ông Kissinger ông sang Trung Quốc á, không phải là ông muốn, không phải là để là gọi là dạng như kiểu là đồng minh người ta mất niềm tin, ví dụ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan chẳng hạn, là rằng
là chính phủ Mỹ sẽ đi đêm với Trung Quốc, mà thực ra ở đây là chính phủ Mỹ người ta muốn định mấy anh ba que xỏ lá thôi. Bởi vì nếu như mà đường đường mà cơ quan chính phủ Mỹ người ta đi đó thì chắc chắn là bọn nó sẽ bảo là đi bái kiến thiên triều, hoặc là đi 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 gì nó gọi là đi sang để nghe chư hầu, đi sang để nghe chỉ thị rồi nghe bày trên rồi ra chỉ thị này nọ vân 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 đấy. Với hai nữa là nếu mà chính phủ Mỹ đi thì người ta sợ là các cái đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines hoặc Đài Loan gì đó là sẽ lo sợ là biết đâu là ông Trung Quốc ông lại đi đêm với lại ông Mỹ ông lại đi đêm với Trung Quốc rồi ông bán đứng Đài Loan giống như Hoàng Sa của Việt Nam ngày xưa thì sao? Đó, ít nhất là nó hạn chế được nhiều vấn đề, theo em nghĩ đơn giản nó là như vậy. Của em thì nay cũng giao lưu với anh, chia sẻ với anh cô chú anh chị một chút như vậy, thì em cảm ơn anh và cô chú anh chị đã quan tâm em chia sẻ. Ok Trung, cảm ơn Trung rất là nhiều. Thì hôm nay cũng chủ yếu là muốn review một tí về thành phố Nha Trang và anh em trao đổi qua câu chuyện đó, giao lưu với nhau một tí thôi, cũng không có muốn lai lủng gì nhiều. Thì một lần nữa cũng cảm ơn Trung và cảm ơn mọi người rất là nhiều, vì hôm nay đi cũng nhiều, đi cũng mệt rồi. Thì thầy Quang cũng xin phép xuống cái like đây, xuống cái review đây để nghỉ ngơi, mai tiếp tục cuộc hành trình. Có gì thầy Quang sẽ review tiếp cho mọi người cùng xem, cùng tham gia. Xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye.